Mình nãy Hoa đến là Junior Jesse. Năm này cũng 3 năm rưỡi cái này ha, 3 tháng hả? Đồ Mình chơi tính của là mình cũng á. đến từ khi ra đéo cái nhà mình cũng xài cái này 1 năm rồi, cái này lớn mấy tháng nhưng mà rất là thích, mê luôn. Tuyệt vời. Mình tên Cúc ở Florida. Thì mình cũng có cái này, cái máy máy nâng cơ. Mình xài cũng khoảng 3 năm, 3 năm rưỡi chắc, và mình cũng tìm hiểu được cái máy này rửa mặt 2 phút. Mình xài được khoảng 4 tháng. Trời, cảm ơn chị. Mình là Trinh hả? Trinh nãy giờ cho mình nói trước và giới thiệu sau nè. Mình ở trên như chơi gì, cái này mình xài khoảng 3 năm rưỡi rồi đó. Mình xài cho bản thân mình giới thiệu cho rất là nhiều người, đặc biệt là khách hàng của mình gần như là có một cái feedback tuyệt đối luôn, có nghĩa là gần như là có hiệu quả rất là cao. Nhưng mà chính xác là cho mình đi, mình cảm thấy mình miss một phần nha, hơi lười biếng mà mình cảm thấy mình nhớ nó lắm. Tại vì hình như là nó có một cái, bây giờ nó thành cái thói quen, khi mà mình thấy cái da mặt của mình đó, nó có cái sự khác nhau, nó có hiệu quả, rồi khi mình không xài mình nhớ nó dễ sợ luôn. Thành ra nếu các chị em mà ở trên cái Facebook đang coi trên cái chương trình này, nếu mà ai có nha, cùng nhau làm. Nếu mà ngại không lên đây thì cứ tự xem tụi mình làm với nhau cho vui. Tại vì ở đây là cái mục đích mình vừa làm đẹp cho mình vừa trò chuyện mà mình vừa học hỏi cái kinh nghiệm với nhau. Thì bây giờ mình bắt đầu, mình sẽ rửa mặt. Thì hôm nay mình rửa với Ruby Spa, cũng như là mọi người ở đây đang nói, cái này là cái máy, một cái dụng cụ rửa mặt mới, mình chỉ sử dụng khoảng vài tháng nay thôi, nhưng mà đây là một trong những cái dụng cụ rửa mặt tuyệt vời. Nhưng mà tuyệt vời hôm nay, xin lỗi, con gái mình nó lấy mất rồi, nó đang xài cho nên mình không có lấy được. Cho nên mời Ái Hoa nói về cái Ruby Spa trong lúc mình bắt đầu với Ái Hoa nha. Dạ, đây là cái máy rửa mặt siêu thông minh của anh chị, chỉ rửa trong vòng 2 phút là xong rồi. Nó có hai tác dụng, quên là 7 tác dụng, hai lần mà 7 tác dụng, hai công dụng á. Vừa rửa mặt, nó vừa rửa mặt, nó vừa lấy sạch đi những cái bụi bặm sâu trong cái da mình ha. Mỗi ngày mà mình ra đường đi làm về, hoặc là những lúc mà mình make up á, thì nó lấy ra rất là sạch. Thì bây giờ mình bắt đầu luôn, mình vừa rửa mình vừa nói chuyện luôn đi, cảm nhận của anh chị sao. Chứ còn đối với mình thì từ khi mà mình dùng cái máy này á, rất là mê luôn, tại vì nó lấy rất là sạch. Cũng rất là, mình cũng giới thiệu rồi, rất là nhiều người đã sử dụng cái máy này và họ cũng rất là mê, feedback good. Cái cách thịt giữ ẩm đó chị, giữ ẩm với chị muối là nãy tắm giữa rồi, còn giờ bây giờ muối chỉ xài 2-4 tuần trước. Chạy nhanh lên. Thôi chào cho đi đủ hết nè. Chà, cái công dụng mà em thích nhất là nó làm mềm, làm mịn các cái lỗ chân lông mình lại, và săn chắc. Không biết là mấy chị có cảm nhận được là khi mình rửa buổi tối đó, là buổi sáng mình ra mình giờ cái mặt mình nó cứng nhắc, nó săn lên vậy, rất là cái bận gì giống như da em bé vậy. Mình xài mình rất là thích. Khi mình rửa mặt á, mình thấy đúng như cô Vân nói vậy đó. Tại vì mình nghĩ là trong cái quá trình chăm sóc cái da mặt đó, cái phần rửa mặt là rất là quan trọng. Nếu như mà mình tìm được một cái sản phẩm nào đó mà nó mang lại cái hiệu quả rất là cao, ví dụ như trước đây ai cũng rửa mặt hết, bảo đảm là 10 người làm hết, 11 người đã rửa mặt rồi, nhưng mà ví dụ như trước đây mình chưa kiếm được thì coi như là mình chỉ có rửa mặt thôi, mình biết là nó sạch nhưng mà mình chưa biết nó sạch như thế nào. Và nhờ cái máy này cho nên mình biết nó sạch tới mức mà những cái dơ mình thấy rõ ràng ở trong những cái đầu mà mọi người đang xài đó, là mình thấy những cái chất dơ nó nằm trong đó. Rồi khi đó cái da mặt như là cô Vân nói vậy đó, khi mà buổi sáng mình xuất hiện cái da mặt rất là căng. Cái có nhiều người hỏi mình, ví dụ như khi mà họ order cái máy này xong thì có hỏi mình là nếu như mà xài cái máy này thì xài cái dưỡng da bị khác được hay không. Tại một số người họ đang xài cái chất dưỡng da thì mình nói như thế này, theo cái kinh nghiệm của mình thôi, mình nghĩ như vậy, khi mà rửa mặt thật sạch rồi thì bất cứ một cái sản phẩm dưỡng da nào nó cũng sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn.
rất là nhanh xong rồi. Thì mình ghiền, mình thích là mình nói một phần, nhưng mà không biết ở Việt Nam hoặc là các nước khác họ có thích không biết mà hàng cháy hàng hoài. Việt Nam cháy hàng mấy lần? Cháy hàng mấy lần ở Việt Nam là rất là nhiều người dùng cái này. Tại vì khi mà mình ra đường bụi bặm hoặc make up nhiều á, mà rửa cái này là lấy ra rất là sạch luôn. Không có cái 25 lần ngày, chưa được 5 ngày nữa là đã cháy hàng rồi, không có hàng. Dạ, ở Việt Nam mỗi lần cứ công ty gửi về là hết liền vậy đó. Mấy người nói mà hỏi mà order chưa kịp luôn. Chỉ có 2 phút thôi mấy anh chị nha. Và cái máy này rất là dễ làm, anh chị có thể quăng ở đâu cũng được, trong bồn tắm hay trong shower hay trong, nó không có dùng nước. Rất là tiện. Và khi sạc pin đó thì mình chỉ cần cắm vào vào cái này thôi, đơn giản. Đó mình lấy ra. Một tuần, hai tuần mới chạm pin lần, nếu mà cả nhà dùng á thì một tuần chạm lần, còn còn một người dùng là phải hai tuần mới chạm lần. Cái rất là hay, tại vì có một số người hỏi với mình là cái máy này mang về Việt Nam có chạm được hay không, có phải cần thay đổi cái biến, cái biến thế đó. Đặc biệt là cái máy này xài cho cái vô, tại vì từ nó có một cái minimum, cái maximum, cho nên khi mà mình xài sử dụng điện ở Việt Nam vẫn được nha. Đây là cái câu trả lời, tại vì trước đây mình chưa có tìm hiểu được á. Thì cái cô em dâu của mình mang về Việt Nam xài vẫn cấm điện bình thường như là iPhone, tại vì iPhone mình cấm điện chỗ nào xài cũng được hết. Thì cái máy này, cái đồ chạc của cái máy này xài bất cứ nơi nào đều được hết, không cần phải đổi qua cái biến thế, cái biến điện không tăng. Rồi bây giờ đến phần cái máy nâng cơ đúng không? Yes, ma'am. Ok, bây giờ tới cái phần mà phần quan trọng, sau khi mà mình rửa mặt mà sạch rồi đúng không? Đây là cái máy nâng cơ. Nâng cơ, nếu mà nói về nâng cơ nè, cô Vân giải thích nâng cơ đi. Tại mặt của cô Vân càng ngày cơ càng căng, thì bây giờ đó là bí quyết. Trình bán cá hay gì? Hôm qua mình mới thấy một tấm hình trên Facebook á, nói là bây giờ mà mình không làm đẹp á, mai mốt đến khi, bây giờ cứ nói mình bệnh rồi không có thời gian làm đẹp, mai mốt khi nào da nó già nó nhăn nhúng nhím rồi bao khi ra cầm cái máy lên nó ủi không nổi nữa. Ở cái máy này đó nó giúp trình nâng cơ ha, nâng cơ giảm nếp nhăn tái tạo lên làn da, vậy là đặc biệt là những người mà 35 tuổi lên á là bắt đầu bị lão hóa rồi đó, thì cái máy này nó rất là lợi hại cho phòng chống lão hóa nè. Nếu mà da có bị lão hóa rồi thì nó sẽ giúp cho tái tạo lại, làm mới lại, làm trẻ trung hơn. Đó là công dụng của nó ha. Thì cái gel ở Mỹ á, thì mình sẽ xài cái gọi là facial spa, ở các nước khác thì là Galvanic spa, công dụng y chang nhau thôi. Nhưng cái gel nó hơi khác một chút, nhưng mà chạy cũng y chang nha, kết quả cũng y vậy đó chị nhé. Nếu mà xài facial spa đó là mình sẽ bấm số 4 trước nha, số 4 để treo đều hết là bấm số 4. Và cái máy phải kêu tiếp 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 nha. Và khi mình nâng cơ đó là mình sẽ nâng 45 độ chị nhé, 45 độ đi lên ha. Ok, 45 độ. Chỗ nào mình cần tập trung á, ví dụ như dấu chân chim nè, bọc mỡ nè, dưới mắt nè, và nâng cái cơ mắt lên nè, thì mình sẽ nhấn chỗ đó lâu chút xíu, lâu chút xíu ha. Vâng, thì trước đây có bọc mỡ và cũng dấu chân chim nhẹ nhẹ, nhưng mà bây giờ thì nó như mấy chị thấy đó là nó đã không còn nữa. Chị muốn ơi, em biết là chị xài cái máy này không phải cho bản thân chị mà chị giới thiệu khách hàng của chị, tại vì chị có tiệm nail đó chị. Chị được feedback từ khách hàng như thế nào hả chị muốn? Khách lắm chị ơi, làm một lần thôi là thấy kết quả khác liền, rất là mê. Khách trở về hai tuần một lần. Dạ, thì như chị nói là cái này mình có thể mang vô trong tiệm để kiếm thêm, mình mang vô cái thu nhập rồi tăng thêm lượng khách đúng không chị? Tăng thêm cái dịch vụ hả chị hả? Dạ.
Thì mình dùng mà mình feel good về hướng về khách hàng, ai họ cũng thích cái gì mà có kết quả thì người ta thích mà. Nhiều tiệm làm có kết quả lắm. Ở nhà mà tuần nào mà mình không làm á, tự nhiên missing là khó chịu lắm rồi á. Bởi vì Chắc là mình giới thiệu họ mua về làm đi, họ nói trời ơi thôi tao lại đây cho mày làm đi, rồi tao mua về tao để đó chứ tao không làm nữa. Tao đến đây để cho mày làm, tao người lát không những người lát mà làm cho họ cái gương mặt khác hẳn thường nữa. Đúng là chị thấy. Chị Cúc xài bao lâu rồi chị Cúc? Xài cái này khoảng 3 năm rưỡi có. Tại vì chương trình này của tụi em á ít khi có chị Cúc, mà hôm nay có chị Cúc xuất hiện nè, cho nên em phải nhường cái chia sẻ của chị Cúc nhiều hơn chút nè. Em muốn nói cái gì, chia sẻ cái gì? Thì sau khi mà chị xài như vậy đó chị, thì chị thấy cái sự khác biệt của chị trước đi, rồi sau đó tới khách hàng của chị nó như thế nào? Mình xài thời gian qua thì bạn của mình đi làm đó, bạn của mình hỏi và họ cứ khen mình thôi, rồi áp dụng cái gì cho khách thì khách cũng có giống như chị Phú vậy, khách nó cũng thấy rất là có cái sự thay đổi á, thì khách nó cũng muốn lợi mình làm thôi chứ họ không muốn mua cái máy, tại vì họ nói là họ không có thì giờ làm, thì mình nói ok mình làm cũng được, thì để mình tập từ 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 bắt đầu là nữa mình tạo cái sự giống như kết nối với mình bây giờ gì nè, sau này họ lên họ làm facial cho mình luôn. À, Mỹ á, là họ đi làm họ để dành tiền chỉ có làm móng tay với làm đẹp thôi, còn người Việt Nam mình á là làm tiền có tiền á, không có đi làm đẹp đâu, đi mua bóp hiệu với áo quần hiệu thôi. Cho nên cái đó chính xác phải không? Em là người Việt Nam. Còn nhưng mà đối với ai hoa cũng thích làm đẹp thôi. Cho nên bởi vì công ty ra cái gì mới là mình chộp liền. Wow, 5 phút trôi qua là da máy của mình bỏ chạy đi quả tử hay sao mà 5 phút đi trước, em với chị Cúc đi trước là hai đứa Đó, em muốn xong rồi. 5 phút nó trôi qua rất là mau khi mình vừa làm vừa nói chuyện hả? Vậy là mình xong cùng một lượt, thì cái lần đầu mình sẽ mất 5 phút và bắt đầu khi mà mình lấy cái treo này ra này, mình sẽ apply lại, mình sẽ để lại như cái lúc ban đầu, mình cũng đi cái 5 phút nữa để thời gian nó chơi mau, nó rồi buồn buồn như thế này nè, mới tám có mấy câu là hết 5 phút, tám mấy câu hết năm phút. Thì ái hoa mình không mua bóp đâu, mình mua này mình giải theo mấy chị. Có nhiều không có đâu đấy không? mua cái bóp đủ rồi phải không? Cái này nó lợi hại cái nữa đó mà nãy em chưa có nói đó, là ai mà bị mụn á, các bạn nào mà da mụn á, nó ta cũng có thể giúp hỗ trợ cái da mụn đó nha, rất là lợi hại luôn á, nó giúp làm khô đi cái mụn khô, vì là mấy cái mụn mà bắt đầu nhú 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 ra đó, hoặc là cái mụn mà sắp sửa nó phấp á, nó mấy cái mụn nước nước á, nó bắn tan luôn cái mấy cái mụn đó luôn, hay lắm. Anh kêu cô Vân nha, tại vì mấy hôm nay cả tuần lễ nay mình stress lắm, mình ít khi nào mình nổi mụn, mình nghĩ là một hai pathway mà tối nay mình vô mình làm nè, mình coi coi mấy cái mụn của mình ngày mai nó sẽ ra sao, và chắc chắn là mình biết rằng mình rất là cần làm nó, tại vì mình nhiều người xài cái này rất là có hiệu quả, thật ra mặt da mặt mình hay da mặt mụn, nhưng mà từ lúc mình xài cái này da mặt mình không có mụn luôn, mà không hiểu tại sao tuần lễ nay bị stress stress cho cái máy này nó trị mình nha. À, nói chuyện shopping là nói đùa cho vui thôi, còn còn cái gì mình cũng cần hết á, tuổi xuân mình nó qua nhanh lắm, ai cũng nên cần cố gắng chăm sóc da
da mặt mình nó đẹp, nó không bị mụn, nó láng lị, nó tự tin khi mình đi ra đường, mình cũng phải cảm thấy tự tin, không phải là sợ cái cảnh già nua nhăn nhó phải mất cấp thiệt dài, không cần phải đánh phấn thiệt dài mà che lấp những cái vết khuyến khuyết trên mặt. Khi mà mình đẩy cái này nó láng lẫy rồi, mình chỉ có chạy quét sơ sơ nhẹ nhẹ là được rồi. Chị tập trung chỗ nào mụn á, chỗ nào mà sắp thấy nó sắp u u sắp rồi ra đó, chị tập chỗ đó chị dài xe kình á. Ok, ngay chỗ đó luôn. Để ngay đây đúng không? Đó. Thường thì cái nguồn điện của nó đó, đây là mình chạy bằng cái nguồn điện đó, thì cái nguồn điện đó nó sẽ bắn vô cái mụn của mình đó, nó làm mụn của mình nó không có đú ra được. Dạ, chứ khó chịu lắm, khó chịu mấy cái mụn này lắm rồi đó nha. Đây là sống mà ai cũng bận rộn, nhưng mà mình ráng mình tranh thủ chút xíu sau cái giờ trước giờ đi ngủ chút thôi, 10 phút thôi là xong rồi. Tại đâu anh làm đẹp đó mà nghe nói là làm mặt á, là phải tranh thủ phải vô làm cho bằng được, bởi vì khi mà không làm mình nhớ ghê lắm. Tại vì mình suy nghĩ là mình dành nhiều thời gian quá cho mọi thứ, mà tại sao cho cái bản thân mình đôi lúc mình không làm, mình đổ thừa là bận, nhưng mà thật ra bận cái gì? Cái bản thân yêu bản thân mình có 30 phút trong một tuần. Một tuần mà một lần nghe thì hơi ít, đáng lẽ phải hai lần, nhưng mà mình dành cho mình một tuần có một lần thôi đó là mình đã thấy có cái hiệu quả rõ ràng. Từng rồi đó, em có hai câu chuyện rất là hấp dẫn, là hai chị này xài máy trong vòng, một người thì xài trong vòng chưa đầy 2 tháng, và một người là chỉ có một tháng thôi. Thì hai chị em nói là chụp hình before and after đó, chụp hình lại để coi cái da mình có khác không á. Thì hai chị nói y nhau là không tự tin để chụp hình vì mình không có được đẹp, cho nên là không có thích chụp hình. Rồi khi mà xài chừng thời gian có 1 tháng ngoài thôi, cái tự nhiên ai cũng hỏi ồ xài cái gì vậy, tự nhiên da bây giờ sao khác như vậy, sao mà da đẹp như vậy, và muốn mua, nói là bây giờ chị xài cái gì em xài cái đó, giờ em muốn giống như cái của chị gì đó. Bắt đầu hai chị này quýnh hết, hỏi Vân ơi bây giờ làm sao, người ta muốn mua thì sao. Thì cái chị ở Canada đó, trong vòng mà chắc khoảng 3 ngày, chỉ vài ngày thôi là chị bán được là 10 mấy bộ. Wow, tuyệt vời quá ha. Dạ. À, cái là như bộ mà nhiều lắm, là khoảng cỡ gần 2.000. Còn cái chị ở Orlando là Vân ơi, mình phải đi công ty mới tìm hiểu coi cái này nó là cái gì, sao lợi hại như vậy, và mình muốn học kinh doanh. Thì mấy chị là xài á, thấy có kết quả, thì bây giờ là mấy chị cũng vào kinh doanh để tận dụng sản phẩm này để kiếm thêm tiền luôn đó. Vừa bị đẹp vừa có tiền phải không? Vừa đẹp vừa có tiền. Với lại hiện bây giờ vì nhu cầu của khách hàng có đó mấy chị, cho nên là tụi Vân đang cần rất là nhiều nhà phân phối khắp mọi nơi, 54 nước trên thế giới nha. Nên tháng 5 này là Vân, bản thân Vân thì Vân cũng cần ít nhất là 5 bạn để mình có thể hướng dẫn họ kiếm tiền từ cái sản phẩm này. Và ai mà thấy được cái video này á, các bạn có thể liên lạc nha.
Vân đang cần nhà phân phối khắp mọi nơi, 54 nước. Một mình phân phối không sể nữa chị, những sản phẩm làm đẹp. Giống như Vân nói. Xong mình. Rồi, hai lần xong rồi. Bố xong rồi hả chị? Dạ. Nãy em đi trước mà. À trời. Em tắm thì em rửa máy lông mi rồi. Rồi em chạy máy facial chứ. Ok. Chị Trinh, ở đây chị về chị Trinh đi chậm hơn người ta là sao? Giờ chắc đi ngủ rồi. Tại vì đang phân tâm, đang nghĩ tới cái chuyện mà mình vừa làm đẹp mà mình khi mà mình có cái tự tin, tại vì nó có kết quả đó, mình có thể giúp cái này, giúp bản thân mình, giúp cho những người khác, và chính xác là vấn đề kinh doanh đó. Bởi vì trước đây Trinh không có kinh doanh cái này đâu, nhưng mà thật ra khi mà mình bắt đầu sử dụng một số sản phẩm mà mình xài, cho nên mình rất là hăng say trong vấn đề mà chia sẻ như thế này. Cái vấn đề kinh doanh, bởi vì nếu như mà thực sự mà mình muốn đẹp, có tự tin và có cái thêm tài chánh, nguồn tài chánh, thì đây là cơ hội cho các anh chị có thể liên lạc với những người trong đây để chúng ta tìm hiểu thêm và làm cách nào mà mình lại kinh doanh được cái này một cách rất là dễ dàng. Như cô Vân nói, 54 quốc gia mà cái máy này đang càng lúc nó lại càng trở thành rất là thông dụng, rất là phổ biến, cho nên khi mà kinh doanh sau này rất là dễ, đúng không cô Vân? Đúng. Không cần nữa. Ok, cái bước kế tiếp của mình á là mặt nạ mấy chị. Đây là một trong những cái mặt nạ mà có thể giúp. Hiện giờ là mấy chị đã thấy là tụi Vân đánh nâng được cái cơ mặt lên rồi, rất là săn chắc rồi đó. Thì cái mặt nạ này nó sẽ giúp giữ lại cái độ săn, và cái độ săn nó lâu hơn nữa ha, nó lâu hơn nữa. Thì mình để cái mặt nạ này lên và massage chút xíu, chụp khoảng 3 phút, từ 3 phút cho đến 5 phút. Thì mình sẽ rửa sạch sạch ha. Thường thì Vân để lên và vừa massage. Cái máy Galvan Spa thì sẽ không có cái này, nhưng mà có cái loại gel khác. Nhớ là kết quả cũng ra y chang như vậy thôi, chỉ có khác cái loại gel thôi anh chị nhé. Chào tất cả các bạn đang theo dõi Facebook Live của tụi con ngày hôm nay nhé. Rất nhiều các bạn vô coi này. Ai đang sở hữu cái máy này rồi, các bạn có thể bấm giùm Vân số 1 trong hai loại máy này, Lumi Spa and Facial Spa hoặc là Galvan Spa. Anh chị có thể giúp con bấm số 1 ha, nếu mà ai đang sở hữu cái máy này rồi, trong tay rồi nè. Và nếu ai chưa bấm thì bấm số 2 để coi bao nhiêu bạn đang có nhu cầu làm đẹp mà chưa có máy trong tay. Mình nó hoàn toàn recommend mọi người, ai chưa có cái máy rửa mặt này nên có. Cho dù cái máy nâng cơ mà không có thì cũng phải nên có cái này. Là cái máy này rất là tuyệt vời. Mình đi làm chỗ mà môi trường bụi bặm nhiều á, mình rất là cần cái máy rửa mặt luôn á. Rửa bằng tay nó không sạch sâu đâu quý anh chị. Và môi trường ở Việt Nam cũng vậy, đi ra đường bụi bặm ngập đường luôn. Mình mà không có cái gì mà lấy cho sâu, cái mặt mình nó bụi bặm, nó bám sâu trong lâu ngày, nó sẽ những cái dầu, chất dầu, dầu mồ hôi của mình nó bám sâu trong đó, mà không rửa ra sạch lâu ngày nó sẽ tạo mụn, hoặc là không tạo mụn nữa nó làm cho làn da mình lão hóa nhanh lắm. Vâng, chỉ cần chị đam mê một sản phẩm thôi, mình cũng có thể kiếm được tiền từ một sản phẩm nữa. Ví dụ như chúng chị hoa nói đó là máy rửa mặt đó, ai cũng có nhu cầu rửa mặt hết đúng không? Uh-huh. Và nếu mà có cái công cụ mà vừa rửa mặt mà vừa giúp cho cái mặt vừa bóng, vừa cắt lỗ chân lông, và có thể giúp cho cái da mặt nó căng hơn nữa, thì tại sao không? Mà nám nữa chứ cũng dùng được, mình mua một cái máy mình có thể dùng cả nhà mà. Chẳng hạn như là mình xài với cả nhà nó lỗ ghê luôn, đáng lẽ bây giờ mình vô mình chia sẻ cho mọi người coi thì con mình nó chợp lấy nó vô trong bát, rồi bây giờ tắm nó vừa rửa mặt rồi mẹ nó thất nghiệp. Cái chị dành nhau xài. Này nó không có vô nước. Cái này nó không có vô nước. Cái đồ chặt bít nó cũng rất là đẹp nữa, mình cắm vô đây thôi, rất là đơn giản. Thì tắm ra mình cắm vô đây để đó, người khác đi tắm lấy ra. Cái đầu này cũng vậy, khi mà mình muốn rửa cái đầu mình chỉ cần tháo cái đầu ra thôi là xong.
rửa này cái đầu thôi cũng được, không cần cái máy, mà cái máy nó cũng không sao, rửa nó không có nhức. Rồi nó mình bỏ gel lên nó bị rít rồi, không có massage nữa. Mình có thể take off gel nha. Bây giờ cái step này là mình sẽ rửa cho thật sạch cái mặt ha, thật sạch luôn, vì mình xong rồi, xong cái trị liệu rồi, xong cái treatment của da rồi. Bây giờ mình sẽ dưỡng ha, after this là sau cái này mình sẽ dưỡng da, cho nên là mình sẽ làm cho thật sạch. Xin chào các chị đẹp, chị nào chưa có máy, khi nào có máy vào làm đẹp chung nha. Đây là máy rửa mặt, đây là máy nâng cơ. Mình đang lúc đang đợi cái gel nó khô. 3 phút, 5 phút rồi đó chị. Chỉ cần mấy mấy phút thôi là mình cảm thấy da mặt mình nó sạch, nó mát, nó căng. Cảm giác thiệt là đã luôn, chị thấy cái da mình nó sang cái ngắt luôn rồi. Ok, rồi. Bây giờ nó đã sang, đã căng rồi ha. Còn một nhiêu nữa ha. Nếu như mà đại tránh cho phép thì cái giọt nước thần. Cho không có làm cái serum trước á. Làm cái serum trước hả? Vân thích làm cái này. Cái này nó thẩm thấu xong rồi Vân sẽ để cái serum của Aesop Me sau. Cái này đó, nó sẽ giúp cho cái làn da mình săn chắc hơn nữa, và nó giúp tái tạo lên sự đàn hồi của da. Khi mình lớn tuổi đó, thì cái da mình bắt đầu chảy xệ, thì sự đàn hồi nó giảm dần, thì nó bị nhão, chảy xệ. Thì cái viên nhỏ nhưng mà nó có vỏ lắm luôn, nhỏ xíu đi, thì nó sẽ giúp cho cái da mình căng hơn, săn hơn, và nó giúp cái đàn hồi, tái tạo lại cái sự đàn hồi. Thì thường dùng cái này trước mà dùng cái serum dưỡng. Và nhớ là đây là cái công dụng, nó chỉ có giúp tái tạo lại sự đàn hồi của da, săn chắc và mịn, căng da hơn. Nhưng mà cái dưỡng mình phải có dưỡng riêng nha. Mình để đó, mình tháp lên, mình đánh lên cho đều cái da mặt của mình hả mặt ta. Nó là làm cái gì? Da mặt cũng massage cổ, cho cổ một xíu nha. Ăn gan xuống cổ tôi rất là quan trọng. Mà mình thích lắm. Những cái sản phẩm này đều xài ké qua được cổ hết. Cổ mình nó được hưởng phước á. Cổ em chuẩn bị cái này rồi nè. Hello Linh Linh. Hello Linh. Dạ Linh của mình là ở Georgia, đang watch cái live video của mình đó. Linh sử dụng cái Lumi Spa nè, Linh rất là thích nè. Rồi Linh sử dụng cái máy Facial Spa luôn. Thì đây là một trong những người mà bạn trung thành của mình mà yêu thích cái sản phẩm này. Thank you Linh nha, Linh lúc nào ủng hộ chị thần. Ủng hộ cùng nhau đẹp đó. Wow. Rồi bây giờ thì mình xài cái trophy. Cái này là mình rất là mê luôn. Dạ, mình đang nhìn Vân đang đánh lên cái mặt và cái cách đánh như thế nào. Bây giờ nếu mình muốn căng theo cái kiểu nào thì mình đánh theo cái kiểu đó. Sorry đáng lẽ mình đánh, nhưng mà tại vì mình chưa có tắm nên tắm xong mình mới làm được. Hôm nay đền lễ quá. Nãy giờ không nghe mùi. Mùi nó bay qua tiểu bang khác luôn à. Dễ sợ vậy đó. Bay. Nó đang lan tỏa trên Facebook của mình.
ngón tay của mình để mình căng ra, để mình căng lên, nó là cái bàn ủi cho cái da của mình luôn đó chị nhé. Và nếu mà mắt á, muốn căng mắt á thì mình sẽ đi thẳng lên mắt luôn và cái thẳng lên trên luôn, thì nó sẽ giúp cho con mắt căng ra ha, to mắt hơn nữa, không có bị sụp. Sao cái chỗ làm đẹp dạ bé là bực cổ hết. Bực cổ mà nó đã bự phước á. Bực cái thẳng lên trên luôn. Giờ đây cũng vậy, 45 độ á chị nha, 45 độ là căng thẳng lên luôn. Đó là lý do mà con có cái V shape, mặt hình chữ V. Đó là lý do cho nó không. Cái gò má thì nó càng ngày nó càng cao. Tại vì chị kéo tránh nó đúng không? Em không có tránh nó đâu, em cho nó lên cầu má, cho nên cầu má em nó đều, nó bằng. Yeah. Thật ra thì mình thích như vậy đó, cho cái mặt của mình nó nâng lên á. Dạ. Chết. Ai cũng hưởng ứng. Rồi, bây giờ con xong với cái phơ rồi anh chị ha, mình massage, đó thì mình không còn cảm nhận được cái sticky, cái rít của serum nữa. Thì cái em Azotmi là cái mà con muốn nói kế tiếp, là đây là cái dưỡng cho da, dưỡng cho cái da mình càng mềm mại, càng mềm, giữ lại cái độ ẩm của da ha. Thì trong đây nó có serum, đây là ba cái loại serum được trộn chung hết rồi, và một kem dưỡng ngày, kem dưỡng đêm, và set up sẵn luôn cho mình luôn mấy chị. Mình muốn set up mấy giờ thì nó tự thứ nhất. Và đặc biệt là như mấy chị thấy đó là kem ở ngoài đó, nó là một phần tử đường phủ đúng không? Khi mình mở ra thì cái tay của mình nó có vi khuẩn ở trong đó, mình lấy đầu ngón tay, bỏ ngón tay vô mình chét thì cái công dụng của nó giảm dần, và nó sẽ có thể là cái vi khuẩn đó nó làm cho cái da mình không có được đẹp. Thì đây không có không khí gì vào đây được hết mấy chị. Mấy chị thấy cái đèn ha, cái đèn nó nhá ha, mình chỉ cần để tay vào thì nó sẽ ra cái serum đúng một giọt để vừa cái mặt cái cổ của mình. Đúng một giọt, mình không có, lúc mình ngủ thì mình lấy hơn, lấy bớt gì mình biết, nhưng mà ở đây nó là đúng một giọt, anh chị thấy ha. Và cái đèn kế tiếp á, là cái kem dưỡng đêm hoặc dưỡng ngày, bây giờ là ban đêm thì nó sẽ ra cái kem dưỡng đêm. Thế thì mình cũng vậy ha, cũng thấp đều cho mặt của mình ha. Đây là cái bí quyết của Vân nè mấy anh chị. Có nhiều anh chị thấy Vân để hình lên nè, bí quyết của Vân là gì, tại sao da Vân càng ngày càng căng đẹp. Thì thật ra không có bí quyết gì trơn á. Mình có sản phẩm thì mình xài mấy cái sản phẩm gì mình biết là mấy sản phẩm này giúp được mình, thì mình dùng và mình muốn chia sẻ cho các bạn, để các bạn ai cũng có cái làn da đẹp giống như mình ha. Và cũng vậy, massage, tháp xong rồi massage đi lên, massage đi lên, 45 độ đi lên. Và Azotmi này nó làm cho từng loại da mấy chị. Nếu mà da mình bị lão quá, bị nhăn, bị nám hay cái gì đó, bị mụn gì đó, thì nó sẽ làm cho từng loại da đúng với cái nhu cầu của mình, của da của mình ha. Nên đó là lý do mà nó cải thiện da nhanh hơn. Cái bước kế tiếp á là cái moisturizer. Moisturizer là kem dưỡng ban đêm. Anh chị thấy cái đèn nó nhá ha, kem dưỡng ban đêm. Thì nó cũng là đúng một giọt ha. Thường thì cái kem dưỡng ban đêm á, vòng feel á là nó hơi nhiều chút xíu, cho nên là mình tận dụng nó cho cái bàn tay của mình luôn. Cổ và bàn tay luôn. Chị chính sao không làm đi một chút nữa tắm ngang cái cổ xuống thôi. Thôi, ngồi đó mà nhìn người ta. À, thì chị nói không coi là nó ổn. Đúng rồi, mình tận dụng tối đa, mình đang coi mọi người làm. Nhưng mà tại vì mình thích sử dụng cái cổ lắm, nhưng khi mình tắm là nó bay xuống cái cổ. Tại vì ít nhất là cũng phải đợi nửa tiếng, một tiếng mới thấm chứ. Mình lợi dụng hết sức là cái khả năng của nó, cho nên không cho nước trôi. Đây là cách mà em tận dụng để làm cho mình cái này nè ha.
Tuyệt vời, tuyệt vời. Thế để cho mọi người cảm nhận mình bao nhiêu tuổi? Nói về chị á, chị thích cái gì á? Hello anh coi. Ok, chị làm facial chị cảm nhận như thế nào? Đúng rồi, sau khi cái facial á, mình cảm nhận cái da mình nó Lục Long công chúa. Anh coi nói chào Lục Long công chúa kìa. Cái cảm nhận của mình mà vừa làm xong là mình đã thấy ngay liền, đúng như chị Cúc nói là mình thay, giống như cái da mặt của mình nó căng đó, vừa sạch nè, nó vừa căng nè, nó vừa bóng nè, nó vừa mịn, mà bảo đảm qua ngày hôm sau khi mà mình đánh cái phấn lên sau cái da mặt của mình nó cái phấn nó đánh cái da mặt rất là đẹp mà nó ở sẽ rất là lâu nha. Em cảm nhận cái đó thì khi mình làm facial xong rồi đó là cái da của mình nó ăn phấn đó, ăn mà nó mịn mà đã lắm. Ok mấy chị, nói tóm lại là không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ chưa biết cách làm đẹp cho mình thôi. Và nếu như mình có những cái sản phẩm mà có thể giúp chị em phụ nữ mình vừa có một làn da đẹp, trẻ, mình mà vừa kiếm thêm tiền cho gia đình nữa thì tại sao không, đúng không? Và nếu mà ai mà muốn vừa làm đẹp mà vừa có tiền, tụi Vân sẵn sàng chia sẻ. Và tụi Vân đang cần rất là nhiều nhà phân phối, phân phối các sản phẩm này khắp nơi trên thế giới 54 nước mấy anh chị. Thì anh chị có thể nhắn tin cho tụi Vân, những chị ở đây hoặc là những ai chia sẻ cái video này cho các bạn, thì các bạn có thể hỏi họ cái cách làm sao để phân phối sản phẩm khắp mọi nơi mà không cần vốn liếng mấy anh chị nhé. Ok rồi anh chị, và các chị còn muốn cần nói gì nữa không? Rồi chào cả nhà, chúc cả nhà có buổi tối ngủ ngon. Chúc cả nhà ở Mỹ, Canada một buổi tối an lành. Và chúc các anh chị ở Việt Nam và các nước khác đang ban ngày một ngày làm việc gặt hái nhiều kết quả tốt và một ngày an lành nhé. Đầu một ngày đầu tháng 6 nhé, hôm nay là đầu tháng 6 rồi đó. Một tháng 6 rực rỡ. Tháng 6 tuyệt vời. Chào tạm biệt cả nhà nha. Ok bye. Bye. Have a good night.